Người chị cũng rất tuyệt vời là đã giúp cho xã nhà của chúng em như thế, thì cũng không biết nói nào, thì cũng thay mặt cho cấp ủy chính quyền xã thì trân trọng cảm ơn chị và chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều những phần quà nữa, xong là giúp đỡ những hoàn cảnh như xã của chúng em. Em xin cảm ơn chị ạ. Khi mà cháu Lực cùng với lại mấy anh em bê quà ra đây thì cũng được các bác ở trong xã các cô hỗ trợ rất là nhiệt tình các bác ạ. Bắt đường với. Ồ, bác này thì có luôn một cái răng vàng đúng không bác? Mày chừng ngăn bố. Thật sự là một xã sắp nhập, chúng rất là được cảm ơn em đã giúp đỡ rất được nhiều. Đây anh. Anh. Năm ở à? Khỏe anh. Thay mặt ủy ban xã thì cũng không biết nói nào, là cảm ơn em, chúc em luôn luôn nhiều sức khỏe, xong là tiếp tục có những cống hiến cho xã nhà. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực rất là vinh dự của bác ạ, được thay mặt chị Trần Đỗ Giáng My đi trao 84 phần quà tới cho những hộ và những hoàn cảnh còn nghèo ở trên vùng cao này các bác. Thế còn bây giờ thì hiện tại cháu Lực đang ở một quán tạp hóa. Đấy, hôm nọ thì cháu Lực cũng đã đặt đồ xong hết rồi các bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã đi vào và với lại bên xã để mà làm việc xong một cái rồi, thì là chiều nay cháu Lực sẽ tiến hành và trao cái phần quà sớm để cho bà con là ăn Tết luôn các bác nhá. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video và cùng với cháu Lực đi lựa chọn những cái món đồ một để mà đi trao tặng cho những hộ còn khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Ngày mùng 19 tháng 1 thì chị Trần Đỗ Giáng My có gửi cho cháu Lực là 40 triệu và trong đó thì có trích ra là 84 suất quà, là tương đương với suất quà là 300, là 05.000. Thì trong đó thì có cho mua là mì tôm này, trong đó thì có mua mì chính này, rau ăn này, mì coco mi, nước mắm, bột canh và bánh và xà phòng tắm, gạo để mà đi trao cho 84 suất quà cho tới những hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao này các bác nhé. Và đặc biệt trong đó thì chị Trần Đỗ Giáng My có gửi cho cháu Lực là 3 triệu đồng để làm kinh phí đồ xăng đi lại cũng như là tiền để mà lì xì cho cháu Lực các bác ạ. Hôm nọ thì cháu Lực cũng đã đặt ra xong hết mọi cái rồi các bác ạ. Chị hôm nọ thì em đặt thì có đầy đủ đồ hết cho em chưa? Có rồi. Có rồi đúng không? Hôm nay thì cũng có nhờ thêm là mấy anh bạn để mà hỗ trợ cháu Lực cái công việc để mà làm sao mà đi trao được những phần quà tới tay cho những hoàn cảnh của các bác ạ. Ở đây à chị? Bây giờ thì kiểm kê lại một lần nữa. Nhà chị thì có cái xe ba gác kia không chị? Có. Có à? Có, chị cho em mượn một chút nhá. Hùng thì đi hộ mình lấy một cái xe ba gác bạn nha. Ok bạn. Ở đây thì toàn nhờ mấy anh em ở trong xá để mà hỗ trợ cháu Lực cô bác ạ. Mì tôm thì ở đâu chị, mì tôm ấy? Chị chỉ ra xong rồi em bốc ra với. Còn không biết là gạo là ở bên kia thì anh bên kia đã đóng gói xong chưa? Một tí nữa cháu Lực thu dọn xong hết. Đâu chị? Đây à? Giờ thì làm sao mà chị hỗ trợ em bốc ra ngoài một chút chị à? Ở trên xá thì chỉ có là một số quán tạp hóa nhỏ nhỏ đó các bác, nhưng quán tạp hóa này thì cũng ở trên vùng cao thì để mà có những cái phiếu giấy tờ thì cũng không có máy đâu các bác, chỉ có ghi ra giấy thôi. Hôm nọ chị ghi ra cho em ở đâu ấy? Cái tờ giấy chị ghi cho em ở đâu ấy? Thế thì tí nữa chị tìm cho em đi. Ở đây thì là mỗi thứ là lấy là 84 các bác ạ.
Còn như bột canh thì là lấy là 168 gói. Ôi, anh hộ em bóc mì tôm ra ngoài đi, để ra ngoài đi. Hả? Anh hộ em bóc mì tôm ra để ngoài đi. Anh lấy xe mà. Lấy xe à? Lấy xe ô tô về chở. Vừa rồi thì cháu Lực có đi để mà thuê ô tô các bác, nhưng mà trên xã thì hầu như là ít gia đình mà có ô tô, thì thành ra là không có thuê được, thành ra là phải nhờ mấy anh em để mà làm công. Rồi đấy. Đấy, bây giờ thì sẽ bưng mì tôm ra trước các bác ạ. Mì tôm thì cũng là một cái món đồ mà rất là cần thiết, là gần gũi đối với bà con ở trên vùng cao này. Bây giờ thì dùng xe ben, xe ba gác để mà chở thôi. Chắc là mấy anh em bê thì sẽ đổ, gọi là đổ nguyên một buổi sáng đó các bác. Cái khúc nào mà cháu Lực ghi hình được thì cháu Lực sẽ ghi hình, còn khúc nào mà không ghi hình được thì cháu Lực sẽ không có ghi hình nữa. Để một tí nó ra bên đến xá về thì cháu Lực sẽ ghi hình sau. Chị em vừa bê chị vừa đếm nhá, không tí là nó là vừa thiếu lại vừa thừa đấy. Có vẻ như là hôm nay thời tiết không có ủng hộ và mấy em cho lắm các bác ạ. Cháu Lực nhìn thấy là có một chút mưa phùn rồi. Đấy, gần đủ chưa chị? Hết chỗ kia à? Còn hai từng đường kia nữa. Có khi là chắc là phải độ tầm 2 xe đấy. Đây, Hùng bạn hộ mình xếp đi nhá. Nghĩa ra là đi có ô tô thì đi thuê được ô tô thì nó sẽ chở được một chuyến là hết cô bác ạ. Có khi là mì tôm là làm nguyên một chuyến rồi nhở? Xem là nếu mà còn đồ gì được vào thì để nốt. Gạo thì chắc chắn là anh em mình sẽ phải là dùng xe máy để mà lai rồi. Rất là may mắn là còn có hai anh bạn để mà giúp đỡ, chứ không là một mình thì không biết là loay hoay đến bao giờ mới hết. Hết chưa chị? Dạ. Ôi mưa rồi. Ôi trời đang mưa luôn rồi cô bác ạ. Có lẽ là chắc là phải đẩy mì tôm đi trước đây. Đi vào trong đây một tiệm nữa để nhanh lên đi. Một tiệm nữa à? Có chỉ có cái tấm bạt nào ở đây không? Dạ. Chị có tấm bạt nào đây không? Con không? Con không? Hết rồi à? Ôi mưa khá là to đấy.
đây 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 lên trên được không? Để lên trên được không? Để lên đây, để lên đây. Để lên đây được không? Để lên đây. Ủa, để tạo vào đây đã. Đang trong quá trình mà làm thì lại mơ mướt cô bác ạ. Đấy luôn không? Có, ở bên kia có. Rồi thế thì mà anh em mình đẩy lên đi luôn. Đấy chắc là phải độ tầm bây giờ thì đẩy chuyến này xong thì còn thêm một chuyến nữa các bác ạ. Còn là thêm gạo nữa. Mưa rồi phải chạy thôi các bác. Rất là may là cái quãng đường này nó còn gần, nếu mà xa thì có thể là sẽ phải mua. Hai người được không anh? Để xuống dưới kia. Đây. Để xuống dưới kia. Để hội trường á. Anh em cứ để ở chỗ nào mà nó bị nó không. Rồi đi. Ở kia. Anh em mình cứ để tạm đây đã. Để chỗ nào nó không bị dính mưa đâu. Đi bảo với anh nha. Ôi. Chỗ này. Chỗ này có phải chỗ hội trường không chú nhỉ? Nãy anh Minh bảo là chỗ để đồ đây. Dạ. Dạ vâng vâng. Đấy, trời thì đang mưa phùn một chút các bác ạ. Cho nên là phải nhanh tay lên để mà còn kịp. Ây da, khói nhỉ. Mưa quá. Lán xe này tiến sau nhỉ. Cảm ơn nhá. Ôi tạnh mưa rồi. Bây giờ tạnh mưa rồi. Hiện tại là mấy anh em cũng đã bốc xong đồ hết rồi các bác. Bây giờ thì còn gạo nữa. Gạo thì không biết là như thế nào rồi, ok chưa? Gạo xong chưa chị? Xong rồi. Xong rồi. Lấy hết đúng không? Vâng. Chắc là dùng xe máy để chở thêm á nhỉ? Ai? Xe máy chở thêm 2 bao. Xe máy mới chở. Vâng. À, được chứ? Được chứ anh. Hôm nay thì phải nói là khi mà đã được đi mua đồ của bác thì thấy các anh, các chị hộ cũng rất là nhiệt tình. Ôi điện thoại rơi anh. Rơi cả điện thoại không? Thầm mạng á. Tí sợ không lên được kia má anh. Thế thì chắc phải làm thêm một chuyến nữa cô bác ạ. Bây giờ ấy.
Vâng anh ạ. Khá là mệt đấy anh nhỉ? Mệt lắm ạ. Cái máy bao gạo này là nặng nhất thôi. À. Đây đi, nó bị kẹp hết lốp. Có anh chị này nó bị cái lốp này nó nặng quá thì ra là nó không có đủ vào cái trong có hơi, thành ra là nó bị bẹp hết như kiểu đẩy nguyên ra cái như kiểu đẩy nguyên cái khung sắt đấy, thành ra là nó. Thế thanh niên, hộ đi, hộ bên với thùng đi. Thanh niên hộ á. Vậy ở bên kia thì chỉ còn vài bao gạo nữa thôi là cũng chở xong rồi các bác. Lên được lưng này. Lên nó bóc nó xì. Chắc phải chuyến nữa. Chuyến kia là chắc đi xe máy đi chở thôi anh nhỉ. Chở tại vì bao vào luôn nhìn gì nữa. Vậy chiều nay thì cháu được xé cùng với lại bên xã để mà đi vào và tiến hành chào cho bà con. Hiện tại thì sáng sớm cũng mát cho nên là cũng chưa có ai đến cả. Mấy anh em trong mấy chú ở xã thì cũng hẹn là bà con là vào buổi chiều thì mới trao được. Đấy, còn đến buổi chiều thì cháu Lực sẽ tiếp tục ghi hình lại cho tất cả cô bác anh chị là cùng cháu Lực cùng với lại bên xã để mà trao những cái phần quà tới tay cho những hoàn cảnh của bác nhá. Khi mà cháu Lực cùng với lại mấy anh em bê quà ra đây thì cũng được các bác ở trong xá các cô hỗ trợ rất là nhiệt tình các bác ạ. Lần lượt xong ra đây nhận mà. Dạ vâng anh. Đấy, có vào đây. Dạ vâng. Đứng đây, đọc cái sách xong rồi tích lên sách vào đằng ngoài. Dạ vâng ạ. Cứ ai nhận xong là đi ra nhưng mà tích. Dạ. Ở vâng. Thôn anh làm lấy sách từ trên. Vâng. Không cần đâu mà anh ạ. Đấy, cũng thưa các bác là anh Minh là anh phó chủ tịch ở xá mà hiện tại là cháu Lực đang ở các bác ạ. Đây sách sáng nay anh làm xong. Vâng. Alo. Đây, ở đây thì mỗi một hộ sẽ được làm một gói mì chính này, một dầu ăn này và một thùng cung cung mi và một chai nước mắm, hai gói bột canh và thêm một cái bánh mứt tết và một xà phòng tắm là cọ may, cộng thêm là 5kg gạo nữa các bác ạ. Mình đi in danh sách nhé.
Đá có gì bác ạ? Súp tổng thủ thế mà. Súp về cả tổng thủ cả súp về tổng dinh nhé. Nghe bông à, bông làm ta bông cô đi học đấy phải bay chín mươi khâu để bàn nổ. Tiến này văn này đi vùi dù về à? Chết. Khi mà đi làm những chương trình này đến những cái điểm mà được các bác các cô hỗ trợ để mà chia quà thì đấy là cũng một điều mà vinh hạnh rất là lớn của bác. Nào, anh ơi để em bê sang bên kia thì nó mới các cô bên kia thì mình có. Mình tên. Bác mở túi nhá. À. 1 2 3 này 4 5 6 còn thiếu cái gì nữa bác nhỉ? 6 thứ mà. Không, tất cả là có 7 thứ sao ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đủ rồi. Cả thêm tí 5 cân gạo nữa. 8 cân á? Vâng. Ôi, liệu túi liệu có đủ không ấy cô nhỉ? Nếu mà không đủ thì chắc là túi cho lấy 90 cái. Cô ơi, lấy cho cháu mấy cái túi cô. Bên này hết rồi. Bây giờ thì các cô sẽ hộ cùng nhau mà đóng thành từng túi quà một để một tí nữa bà con ra là sẽ nhận để mà nhanh luôn đấy. Đấy, thực sự ra thì để mà nói thì để làm những cái chương trình này thì cháu Lực còn chưa biết kinh nghiệm lắm, nhưng mà rất là may là khi mà cháu Lực đi vào những cái điểm nào thì cũng được các bác các cô hỗ trợ rất là nhiệt tình và chỉ dạy. Ba, bốn, năm. Anh để cho em hai gói bột canh. Hai gói bột canh.
Gạo này chắc là để xếp ra đây luôn đấy cô nhỉ? Bỏ hết cái bao ra nhỉ bác nhỉ? Vâng. Vâng. Đấy, còn ở phần phía bên ngoài thì cháu Đức cũng nhìn thấy là bà con đến cũng khá khá là tương đối là đông người rồi cô bác ạ. Xe máy thì hôm nay là sẽ để hết ra bên ngoài. Đấy, khá là đông rồi. Bây giờ thì sẽ vừa thứ nhất là để mà đợi các cô cùng cháu Đức phân phối qua ra túi. Và thứ hai thì sẽ là đợi bà con ra đông đủ hơn. Cháu chỉ sẽ phát luôn cô bác. Đấy, một tí nữa thì khi mà đi vào phát quà thì cháu Đức sẽ ghi hình sâu cô bác nhé. Đấy. Mày cứ xuất hiện để hỏi nó. Có lối đường đi. Để sang bên kia đúng không cô? Ừ, vâng. Để lối đường lên vâng. Đi vào kia ngồi. Ừ, cho họ vào kia ngồi chứ. Đi đây cô đúng không? Đấy, 84 xuất quà hiện tại là đã chuẩn bị xong hết rồi cô bác. Bây giờ chỉ cần việc là đợi bà con đến nhận nữa thôi. Kênh của cháu là kênh bản em đúng không? Bác ạ. Kênh bản em nhá. Dạ. Tối về chú xem thì chú nhớ cháu thêm một lần đăng ký nhá. Anh Cường nhá. Ui gạo đây. Cái anh khỏe khỏe cái đâu nhỉ? Đây bác. Gạo này bê 2 bao là bao thứ 3 không có bao bê đấy. Dạ. Vâng. 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 Hai thôn anh. Thế còn những cái phần quà nào mà thôn nào ở dưới kia xong là mai em vâng. Em ở đây mà. Không thôn mai. Thôn nào mà chưa về ấy, thì em sẽ gửi lại anh. Em sẽ gửi cho anh rồi anh sẽ sáng mai sẽ cho họ. Dạ. Dạ vâng, anh sẽ trao hộ em luôn. Đấy. Cứ để. Vâng. Vâng, ở đây thì thưa các bác là bà con ấy thì có một số hộ là không có điện thoại cho nên là khi mà các anh các chú ở bên xá điện cho bên thôn thì do là không có điện được thì sẽ để hôm sau thì còn là dư bao nhiêu thì cháu được sẽ giao lại cho anh phó chủ tịch để mà anh phó chủ tịch sẽ bàn giao lại cho. Vâng. Có hai thôn. Vâng. Cứ để cả bao tải trong tí mình đến mình nhấc thôi. Tí xong mình vâng. Cắt dây ra. Đấy là mình cứ cho cứ lần lượt đặt tên này họ đến đây phát xong là mình cứ ở đây một người nhấc vâng. Túi quà một người nhấc túi gạo. Xong chưa bây giờ mời bà con đến nhận đi nhỉ? Bây giờ thì xong đấy, bây giờ thì khâu chuẩn bị là tất cả là xong hết rồi. Đấy, đi ra bên ngoài là xem bà con thì đã đến đông đủ hơn chưa các bác ạ? Má đừ mê bác. Bác nhận con, đi hồi trường không bà con ơi? Má đừ mê. Ồ bác này thì có luôn một cái răng vàng luôn không bác? Mày chừng ngăn bố. Ông vàng thì vàng đấy. Vàng thật hả bác? Không phải thật à? Hay là đây là có phải vàng thật đúng không bác? Không. Không à? Đồng. Đồng à? Bà con thì cũng đã đến khá là đông đủ rồi các bác ạ. Bây giờ thì sẽ nhờ đến anh các chú ở xá để mà làm sao mà cùng cháu Lực hoàn thiện cái buổi mà trao quà. Cho nó thật hoàn hảo nhất. Tả má em này đưa mấy tả má? Tả má là vúm ạ, căng khảo chứ ạ. Có căng rồi. Căng khảo chứ ạ. Bà thì có vẻ là sợ cái mic của bác ạ. Tại vì là các bác thì chưa nhìn thấy những cái bộ mic này bao giờ. Ba đưa à bà? À, bà thì về khá là lâu rồi.
trưởng thôn hát tổ bà lấy bà chứ mà ra. Ừ, trưởng thôn ha. Trưởng thôn trưởng bản, trưởng bản là trưởng bản là bảo với những hộ gia đình mà được nhận quà các bác. Bác thì lên lâu chưa bác? Lâu rồi ạ. Lâu rồi à? Vâng. Bác ở nhà có ở dưới con mui kia đúng không? Có. À, bác này thì là nhà ở gần bà, nhà cháu Lực cô bác ạ. Bà hợp tác Đông Chứ à? Bà là Đông Chứ à? Vâng. Và... trưởng bản Trương Đen. Trưởng bản Trương Đen vào bác. Bà con mà tu về mà đi mà đi nào cơm nhận quà chờ các thôn nào mà. Anh em đeo cho anh một cái này nhé. Đấy còn bây giờ việc trao quà thì sẽ phải nhờ đến các chú tí ở đây sẽ đứng đại diện ở đây trong là một vâng. Sẽ nhờ mấy anh em vâng. Cán bộ xã trong hỗ trợ em không lo vâng, tiền. Phần này ở các thôn đây xem. Vâng, đấy khi mà đi làm những chương trình này được. Thôn Qua Hai mi cơ bé này à? Chợ thì cháu được cảm thấy là rất là tự tin các bác. Qua Hai. Có vẻ như hơi cộng đồng, cộng đồng đủ chưa? Run run trước đám đông một chút. Không con á. Cộng đồng nhưng mà mấy thôn xa xa mình gọi trực tiếp thì. Vâng. Thôn nào còn chưa đi về đến. Cốc Pú, Cốc Pú đủ ở đây chưa? Cốc Pú. 4 à? 4 thì xem là 1 2 3 4 5 6. Cốc Pú là 6 nhá. Ở đây 1 2 3 4 4 đúng không? Cốc Pú 4. Thôn là lọc ra những Cốc Pú đủ này. Bản Rang có ai có mặt ở đây chưa nhỉ? Mà thôn Bản Rang ấy. Khó khăn đấy các bác thì sẽ trao tặng quà. Bản Rang chưa có ai à? Là chị Trần Thị Giáng My để mà trao cho thì trao cho đúng với hoàn cảnh. Bản Rang sáng nay gọi trực tiếp cho trưởng thôn mà. Nam ở có ai chưa nhỉ? Thôn Nam ở ấy. Thôn Ta Hạ. Đủ à? Công dân ở thôn Cốc Mui ở đây thôi. Thưa tương lai Pin Hũng, có nghĩa là quà văn này là kẹt tiếp thì xuất này, là do em Lực này kêu gọi đây lấy Pin Hũng lòng hảo tâm dù kênh YouTube cái bản thân ấy kêu gọi Pin Hũng Lực này chờ thì con dù thôn có mùi đâu này chờ Pin Hũng phổ nông thì dân đi bàn đâu thôi là trong thời gian cả ma cũng nhờ em này là trong xã thì cũng thật sự là một xã sắp nhập. Chúng rất là được cảm ơn em đã giúp đỡ rất được nhiều tấm lòng ở ấy xã với là trong thời gian qua thì em cũng đã kêu gọi được rất nhiều phần quà hỗ trợ bà con ở các thôn bản chúng ta. Thì đây là phần quà cá nhân của các tấm lòng từ thiện ở trên mọi miền của đất nước. Thì cũng không biết nói nào trong thời gian qua thì cũng là tiếp nhận như thế. Thì cũng thay mặt thường trực ủy ban xã thì cũng xin trân trọng được cảm ơn em thì cũng đã kết nối được các nhà hảo tâm thì cũng ủng hộ cho xã Trung Thịnh, xã nhà của chúng ta thì những phần quà rất ý nghĩa trong những ngày chuẩn bị sắp đến đón Tết tới này thì cũng không biết nói nào trong thời gian tới thì cũng mong em là cũng tiếp tục sẽ kêu gọi được những phần quà thì sẽ hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh ở trong xã Trung Thịnh chúng ta. Thật sự là xã Trung Thịnh chúng ta là xã một xã sắp nhập cũng rất là đông, còn tỷ lệ hộ nghèo thì cũng chiếm trên 50% của xã, thì cũng thật sự là một xã cũng tương đối là khó khăn, nhất là về đường xá các kiểu đi lại thì cũng như bà con cũng biết rồi. Thì hôm nay thì thường trực ủy ban xã thì cũng tiếp nhận được cái số quà này, thay mặt thường trực ủy ban xã xin trân trọng được cảm ơn em. Thì bây giờ chúng ta sẽ phát cái số quà cho bà con thì sau đây bản thân tôi sẽ đọc danh sách từng thôn nhé, từ lần lượt từ trên xuống, xem thôn nào có tên ở đây, xong là bà con cùng kiểm chứng. Nếu ông nào không phải thì chúng ta bảo không phải nhé. Thì sẽ lần lượt từ thôn Năm Ta xuống. Thì bây giờ thì đồng chí Cường sẽ hộ một phần nhé, đồng chí Bóng nhé. Bắt đầu thôn Năm Ta này. Bây giờ anh cho em xin phép là nói với tất cả các bác một điều nhé. Đấy, ở đây thì hôm nay thì cháu thay mặt là chị Trần Đỗ Giáng My, là chị ở bên Hồng Kông. Thì chị có gửi cho em là 25.920.000 và trong đó thì chị có bảo em rằng là chia cho 84 số
suất phần quà. Và trong đó thì đã gồm những cái gì thì em cũng đã thông qua với anh. Và trị giá mỗi cái phần quà thì sẽ là 305.000. Ở đây thì cháu được cũng đã báo cáo với lại thưa với lại bên lãnh đạo ở bên xá mọi cái rồi. Đấy, cháu được cũng xin thay mặt là tất cả bà con ở thôn xá Trung Thịnh gửi một lời chúc và một lời cảm ơn tới chị Trần Đỗ Giáng My. Chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Trong thời gian qua thì chị cũng đã đồng hành cùng cháu Lực đi đến rất là nhiều những hoàn cảnh và những cái điểm mà đi trao những cái phần quà rồi cô bác ạ. Thế còn bây giờ thì anh sẽ hỗ trợ em để mà trao những phần quà với cho bà con với nhau nhé. Cảm ơn em, cảm ơn chị nhé. Sau đây tôi xin thông qua danh sách nhé. Vàng Sào Thi ở thôn Năm Ta này. Vàng Sào Thi có mặt chưa? Chưa có, tôi tích x vào đây nhá, xong là để ấy nhá. Thèn thịt bá. Lên luôn, ma khấn luôn. Ma lên khấn, ma khai. Lên lên. Cường nhấc một túi quà. Chầm ra đây hỗ trợ chầm ơi, chầm nhấc một túi gạo đi chầm ơi. Chầm em ra nhấc túi gạo xong là quà với lại một bao gạo. Được. Thèn thịt bá này. Thèn sao lâm. Thèn sao lâm Năm Ta. Thèn Văn Sinh Năm Ta. Thèn Văn Tiến Năm Ta. Thôn Cốc Phú Hoàng Sào Tinh này có mặt chưa? Cốc Phú Hoàng Sào Tinh. Mùi Ngọc Trai. Nếu mà nặng quá thì bác có thể để xuống đất nhá. Đấy, một tí nữa mình khi mà mình về thì mình cầm theo sau cũng được. Bây giờ nặng quá. Sùng Sào Mây. Sùng Sào Mây lúc nãy có mặt, lên đi. Hoàng Sào Sơn. Cốc Phú Hoàng Sào Sơn có mặt không? Rồi. Rồi bây giờ chụp ảnh một lượt xong ra. Chụp ảnh một tấm nữa không? Đấy. Em lên đi, em lên lên cùng mọi người đây, đứng đây này, Lực ra đây đứng này. Lực lên đây trao quà cho bà con xong ấy. Đấy Lực, đứng gòn gòn cho Lực đứng giữa này. Anh đứng rồi, rồi. Hay là em trao quà cho anh đi. Đấy. Quà cho anh. Đấy lượt này xong nhá, bây giờ sau ra ngoài nhá. Lượt này. Đấy bà con, đấy rồi. Tí đó đông, tí đông người quá lấn lộn. Ừ. Đấy bây giờ xem lần lượt. Đàn rạc là chắc không ai đâu phải không? Đàn rạc hôm nay thấy trưởng thôn mà báo vắng này. Xèn Xeo Phong. Xèn Xeo Phong nhỉ? Sao xèn nhỉ? Họ cũng xèn đó, họ xèn đó. Không, bây giờ chỉ trao thôi. Bây giờ chỉ trao thôi. Hoàng Sao Chỉ. Bây giờ trao thôi. Lý Văn Long. Lý Văn Long qua 1. Hoàng Sao Minh qua 1. Sân Thị Tuổi qua 1. Sân Thị Tuổi có mặt chưa? Sân Thị Tuổi. Đây, ba. Tuổi của ba nọ. Đây bác. Qua 1 à, 2 người. Đấy qua 1 đây này. Đẹp bác ạ, đẹp. Vàng Sao Thắng đi chưa? Tao khâu về đẹp bác. Vàng Sao Thắng lấy rồi. Tao khâu về đây. Xem Sao Phong đi phải không? Qua 1 thiếu ở sân thì tuổi à? Qua 2 này Vàng Văn Dìn. Phát như hôm nọ mình phát đi. Cứ lần lượt xong là Vàng Văn Dìn không mặt à? Rồi, Vàng Văn Dìn. Hoàng Sao Nghiệp. Qua 2. Tù Sao Xanh. Qua 2. Thèn Văn Kim. Qua 2. Vàng Sao Sơn. Sáng nay gọi trực tiếp mà thôi này. Qua 2. Vàng Sao Xín qua 2. Xín thì gọp qua 2. Hết. Rồi đánh dấu vào đây mai. Hôm nay là thôn qua 2 là có đám ma. Thôn Cốc Đông này Hoàng Sao Trấn.
Lý Xuân Chỉ, Thèn Sao Khón. Câu đồng có hai người đấy à? Còn lại không có mặt à? Thèn Văn Thanh có mặt không? Thèn Thị Ọt, Lù Thị Vé, Vàng Thị Phui, không có à? Hô Sán này cũng vắng này. Cốc đống ở đâu đó không ơi? Vàng Thị Phui à, có mặt à? Long nhận à, Long. Long nhận. Đè ba. Rồi Hô Sán này. Ờ, bản Rang có mặt ở đây chưa nhỉ? Có chưa? Thôi bản Rang ấy, lúc nãy trưởng bản vừa điện bảo là cũng báo hết rồi mà. Rồi rồi đọc nhá bản Rang Lù Sao Phong. Cáo Sao Phong. Cáo Trung Mìn. Rồi. Thôn Ta Thường có mặt đấy hết chứ nhỉ? Lý Xeo Văn. Xin Xào Diêu. Lên luôn. Lý Xào Thanh. Lý Xào Thanh có mặt chưa? Thèn Xào Húi. Thèn Xào Húi có mặt chứ nhỉ? Chúng ta thường không đấy? Thèn Xào Húi à? Lý Văn Sơn. Sơn ông Sơn này, Sơn ấy kìa nhỉ? Không phải Sơn bán quán gì đâu phải không? Ừ. Không có mặt à, Lý Văn Sơn này. Thôn Đông Chứ nhá. Lý Văn Chín. Thèn Sao Khún. Lên luôn. Thèn Sao Vân. Thèn Sao Vân đâu? Thèn Văn Khún ở kia. Ông là Thèn Văn Khún phải không? Bà là Thèn Sao Vân à? Lý Văn Kinh. Đúng chứ? Lý Văn Kinh không mặt à? Lù Thị Mến. Lù Thị Mến đấy à? Chờ Lù Thị Mến á. Bạn Khôi đọc Pin Nô, hai con mày để ý nó. Có Mùi này. Thèn Văn Sinh. Xong đứng đây, chào ở đây đã Cường ơi. Lý Thị Rủi. Thèn Khách Sàng. Tài Văn Sinh. Tài Song Án. Tài Song Án à kia. Chưa, được chưa? Tài Văn Lâm. Hết một thôn này. Chưa, thôn này chưa hết. Thế cứ đủ năm này rồi. Được rồi. Anh nhé. Tài Văn Lâm à? Sao có hai Tài Văn Lâm nhỉ? Em là Tài Văn Lâm 1970 à? Còn một Tài Văn Lâm nữa ở đây không? Tí xong. Tài Văn Lâm kia sinh năm bao nhiêu? 1970 à? Nhà em à? Là bố em là 1970 phải không? Kia Tài Văn Lâm 1969 đúng không? Đúng không?
Thế em quay sang kia. Được rồi. Mời bà con đi ra. Có mùi tiếp Tài Văn Lâm. Tài Văn Lâm này 1969 à? Bố em à? Ừ, lên đứng đi. Ly Thịt Rỉ. Đấy, có mùi này đủ. Thèn Thịt Rúm. Rúm đâu nhỉ? Thịt Rỉ. Ly Thịt Rỉ ấy. Cơ cắm bên đây bố, dù sao bố. Hả? Cắm. Được rồi, để tí gọi điện cho trưởng thôn nhé. Cứ đứng đây đã, bảo để đứng đây đây. Đây, đây, bố cần chụp ảnh ạ, đây đây. Thôi, chứ kiểu con nó lái nhà nó đi nó bộ khổ thức nhé. Cứ cho đứng. Rồi, Vàng Văn Chấn, Cốc Chiếu này. Vàng Văn Kinh, Cốc Chiếu này. Sèn Văn Trà, Cốc Chiếu này. Lù Văn Long, Cốc Chiếu này. Thèn Thị Cọt. Thèn Thị, Sen Thị Rích. Lù Lao Tủy, Ma Ly Sán. Các thôn lên đi. Thèn Sao Phong. Thèn Sao Phong có chưa? Thèn Sao Văn. Ly Thị Bở. Lù Thị Xeo. Lù Thị Xeo có không? Thôn nào mở có ai chứ nhỉ? Kia thôn nào ấy, còn thôn kia ấy. Ta Hà. Bác ý tổ nán đi háng này cho bác. Ta Hà Hoàng Lao Riêng. Hoàng Lao Dũng. Thôn Ta Hà nhé. Xin Lao Phủ. Xin Văn Chấn. Hết. Cốc Đông à? Đâu? Thèn nhà Thiến không có tên đâu, chỉ có ọt thôi. Thèn thì ọt lên đi. Lên 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 lên, hơi khấn khái. Hai người kia ở thôn nào anh? Nam Mở à? Ờ, à, Nam Mở đấy, tưởng là. Nam Mở anh tên gì ấy? Sùng Văn Thi à? Anh lên đi. Hoàng Văn Kính ta thượng. Ta thượng kính không có ai nhỉ? Mỹ Trư Khắc Bồ. Hả? Ta thường đây còn nhá, Ly Xeo Văn này chưa lấy này. Ờ, Ly Xào Thanh chưa lấy này. Ly... Hả? Ly Văn Sơn. Ly Văn Sơn này. Thế không không có tên bà này đâu. Để cơ hát tổ này. À, thế chắc bà về làm thủ tục ở đây thôi. À, không không có tên đâu. Xem nhà nhà kia nữa, nhà kia mới đến nhỉ. Xem ở thôn nào ấy, Cường hỏi cái. Lấy chưa? Lấy rồi gì? Ở thôn nào ấy? Tên gì? Ly Thịt Rỉ à? À không. Bà kia phải không? Ừ rồi. Ừ, bà kia mình biết mà, mình đến nhà rồi. Ông mất rồi đúng không? Hôm nay thì có vẻ như là có vắng tầm độ 20 hộ. Tí mình soát lại phát biết ngay. Đủ chưa nhỉ? Ai có chưa có quà không? Đủ hết chưa? Lấy gạo nữa.
Năm ở à? Năm ở thiếu mấy ông ấy nhỉ? Vài vài lâu phải không làm đâu. Nhiệm vụ thầy phát. Bây giờ là cái các bác cuối cùng rồi các bác, những hộ cuối cùng vừa rồi thì anh mình cũng đã đọc hết xong tên của các bác để mà lên nhận rồi. Đấy, hôm nay thì em rất là mừng và thay mặt chị Trần Đỗ Giáo Minh là gửi quà tới cho bà con để có một cái không khí Tết là gần về rồi anh. Bây giờ còn dư một số phần quà nữa các bác ạ. Giờ phần quà này thì cũng đã có danh sách hết, thì hôm nay là cũng báo trực tiếp cho một số thôn, nhưng mà một số thôn là cũng có đám hiếu đám hỉ ở trong địa bàn thôn ấy, thì bà con chưa đến nhận được, thì cái này sẽ trách nhiệm ủy ban xã sẽ có trách nhiệm là để những phần quà này đây, xong là sáng mai sẽ tiếp tục là thông báo bà con đến đây, và nếu em Lực có thời gian ở đây thì sáng mai có thể là đến trực tiếp trao cho bà con cũng được, nếu mà không thì ủy ban xã trong mai sẽ tổ chức kết hợp là sẽ trao cho bà con là buổi sáng mai. Và em cũng xin chúc sức khỏe anh. Thay mặt ủy ban xã thì cũng không biết nói nào là cảm ơn em, chúc em luôn luôn nhiều sức khỏe, xong là tiếp tục có những cống hiến cho xã nhà, thì cũng không biết nào cảm ơn em nhé. Chúc em sức khỏe nhé. Em cảm ơn anh. Cảm ơn chị nữa. Thì cũng một người chị cũng rất tuyệt vời là đã giúp cho xã nhà của chúng em như thế, thì cũng không biết nói nào, thì cũng thay mặt cho cấp ủy chính quyền xã thì trân trọng cảm ơn chị và chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều những phần quà nữa, xong là giúp đỡ những hoàn cảnh như xã của chúng em. Em xin cảm ơn chị ạ. Còn bây giờ thì chắc là những phần quà này thì để ở đây em xin phép là em sẽ gửi lại cho anh. Rồi bây giờ xem mình sẽ kiểm kê lại xem là xong soát lại chỗ kia, xong bà con cứ ấy đi. Bây giờ bà con được về ấy thì xem lại. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã thực hiện xong cái chương trình mà được chị Trần Đỗ Giang My, là chị ở Hồng Kông, là chị có tài trợ. Cháu Lực cũng rất là vui mừng khi là một người con ở trong cái thôn mà cái xã hiện tại cháu Lực đang ở được làm cái nhịp cầu và cái cầu nối để mà gửi tặng những cái phần quà cuối năm như Tết đến cho những cái hộ gia đình mà còn khó khăn đấy cô bác. Nhìn thấy bà con là có thể là nói bây giờ là tay xách nách mang là mang về rồi cô bác ạ. Còn cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi các bác. Chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ đến đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.